Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Exeter 1/10 nâng cấp cái cục máy dung tích khủng để trở lại cuộc chơi. Cái chiếc Exeter 10 độ hôm nay là một cái mẫu xe đến từ một cái bạn tên là Trung, một người chuyên thiết kế và in ấn tem xe máy. Và cái chiếc Exeter 10 độ hôm nay cũng được bạn ta phối một cái tem phong cách của Malay rất là đình đám thời gian vừa qua, được anh em chơi xe rất là ưa chuộng. Để tăng cái độ an toàn cho bản độ hôm nay với những tình huống thỏa mãn được cân niềm tốc độ, người chủ của chiếc Exeter 10 độ hôm nay đã nâng cấp cho lực sườn Holin hàng hiệu, giao cho nó một cái trọng trách giữ chặt tay lái ngăn nguy cơ bị xà lắc. Với cây trợ lực được gắn cho chiếc xe thông qua bắt nhôm CNC, được canh rất là chuẩn để khai thác hết được hành trình trợ lực và không để cái phần ti chạm vào đùi người lái trong quá trình vận hành. Cái chiếc Exeter 10 độ hôm nay nâng cấp cái cụm thắng của Rainbow Asset hàng hiệu đi cùng chiếc bình dầu khối, món đồ chơi người chủ cảm thấy hãm phanh hiệu quả và êm dịu nhất. Phía cụm con thì vẫn đặc trưng tận dụng cụm con zin, dễ canh chỉnh hơn so với những cái dòng cụm con đồ chơi có mặt thị trường hiện nay. Ánh sáng được tăng cường nhiều nhờ có đèn trở sáng tinh xịn sò để giúp cho dàn tay lái trở nên đỡ bị chống chảy hơn. Điểm khuyết một yếu tố là phục trước nguyên bản đã khắc phục hoàn toàn bởi một cái phục mới là ACM cứng cáp hơn. Dàn chân đã trở nên thẩm mỹ hơn, với bộ mâm Raceboy 5 cây cái bản nhỏ nó gọn gàng hơn, uyển chuyển hơn. Đĩa thắng trước chính là hiện đến từ Raceboy, có kích thước dư sức để nâng cấp được cái con hẹp của Fandomitis 4 bit, ăn hết được mặt bố một cách triệt để hơn. Cái chiếc Exeter 10 đầu hôm nay được người chủ nâng cấp một cái dàn số gãy Rapido, thay đổi tư thế để chân và biến tư thế trở thành thể thao hơn khá nhiều. Cái dàn số gãy dời vị trí bên đạp ra bên ngoài tí xíu để khoe được cái bộ ben của Rainbow màu vàng đồng thẩm mỹ. Hàng sẽ đem đến khả năng kiểm soát phanh nó chuẩn xác và ổn định hơn. Dù hay sao thì vẫn tận dụng là hai nguyên bản. Một điểm nhấn chú ý nữa dàn chân sau đó chính là cây phục Holin hàng hiệu, trị giá khoảng trên dưới 15 triệu. Để bảo vệ thì nó còn bổ sung thêm một cái miếng bica che phục. Người chủ còn lắp đặt thêm cái chống đổ nhằm mục đích là hạn chế rủi ro biến dạng của bình dầu nếu xảy ra cái sự té ngã. Hiện tại thì cái chiếc Exeter 10 đời hôm nay đang nâng cấp một khối động cơ dung tích là 221cc, được nâng cấp một cái bài là 35+4 mạnh mẽ. Với dung tích là khủng như trên, chắc chắn sẽ cần tính cây bô là thông thoáng hơn và một cây bô FM M3 Titan để tối ưu hóa quá trình thoát hơi cho con xe. Chúng ta thấy em ấy thế nào? Winner nâng cấp nội công hậu với một cái dàn chân hiệu sức. Cái chiếc Winner 10 hôm nay một cái dòng xe rất được người tiêu dùng Việt Nam để ý bởi máy móc nó cũng khá là bền, kiểu dáng thì trung tính. Nhưng có lẽ những trang bị trên xe nguyên bản là chưa làm hài lòng những biker và những bản độ ngày nay ra đời cũng khá nhiều, đi cùng với những món đồ chơi xịn sò. Dưới đây là một dẫn chứng cụ thể. Người chủ vẫn tin tưởng giữ lại cái cụm con cụm thân bản, nhưng em ấy đã thích tốc độ hơn nên đã trang bị cái con xe của mình một cây chạy lực Magic hết sức cần thiết. Những cái giờ tốc độ cao chạy lực sẽ giúp ta lái đầm hơn, không bị chao đảo, như vậy sẽ đảm bảo an toàn cho người chủ. Dây chân trước thay đổi lớn hơn, mẫu nguyên bản đã được thay mới bằng cái mâm của Raceboy cho cái nhìn nó cứng cáp. Đi thắng trước là một cái thắng kiểu có những cái rãnh gió hết sức sắc lẹm. Nhiệm vụ tối ưu hiệu sức thắng chiếc xe được giao trên hai con Rainbow 2 bit logo đỏ, một cái dòng heo hiệu sức thắng cũng rất là ổn định. Cái dàn chân sau thì vẫn sàn heo Rainbow nhưng cái mâm Raceboy đã không có những thay đổi ở phần đĩa thắng. Cái đĩa thắng sau chính là cái kiểu dáng nó đẹp không kém gì thắng trước. Cấp sau cũng được thay bằng góc kim rách có chiều dài nhỉnh hơn cấp zin. Cái dòng cấp này sẽ khiến cho nước đề ba không bị xà lắc. Còn ống xả thì đến từ là OBBA, có kiểu dáng là đường phố. Dàn ống xả này nó phù hợp với bài đồ chiếc xe này. Bụng giữa được làm hoàn toàn chống chảy, lộ ra cây phục Holin bình dầu rời danh giá. Cái mẫu xe này được trang bị phục này rất là tốt. Đối với cái đồ thẩm mỹ, cây phục này có hiệu năng nhúng là êm ái hơn. Tiếp đến ta thấy cái nội công thâm hậu của chiếc xe là một cái lồng BAT hay là đồng bọt COSO. Chiếc xe tuy đơn giản thôi nhưng các bạn có thấy nó rất đẹp theo kiểu đơn giản một mạc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, đừng quên tiếp nhấn like, subscribe.